Hello, chào các bạn nha. Ok, Ok, chào mừng các bạn đến với channel Lindo Vlog Cuộc Sống của Châu Phi. Hôm nay Lindo về vợ nấu một bữa ăn các bạn. Nên là để từ mọi bố mẹ vợ vào ăn cùng cùng gia đình của Lindo nhá. Nên là mẹ Lindo đi trên ở trên thủ đô rồi đấy, đi thăm gia đình Lindo chưa mời các bạn đấy. Nên là Lindo không mời được. Bây giờ là Lindo sẽ nguồn liệu có thịt gà các bạn ạ. Lindo ốp rồi, thịt gà Lindo ốp rồi. Đây là cà chua để nấu về thịt gà. Đây là cà chua xanh để làm salad, hai rau salad. Rồi, có cá nữa đấy. Lindo thì sẽ rang cá lên các bạn ạ. Ok, bây giờ là Lindo về vợ sẽ nấu nấu luôn nhá các bạn. Thì chín xong Lindo quay cho các bạn xem nhá. Ok, parece que agora vamos começar já, né? Vô nào 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 thịt gà nhá. Sim. Quer dizer, a mãe dali deve fazer já o quê? A carne de galinha cozinha já. Sim. Então eu vou cortar ainda a selada. Sim. Ya. Sim. Ai. Nãy na mẹ vô gà ở nhà thì nói khi chín là chạy vào kiểu bố mẹ vô dạ để ăn cùng. Ok. Bây giờ vào làm. À, rửa tay rồi các bạn, rửa tay rồi. Đổ thêm nước. Ok. Mãe Lídia, é me ensinar a cozinhar. Pois é, eu não sei. E é muito bom. Não sei se é quem vai sair a vencer. Olha esse lado de galinha. Tipo, os que cozinham. No restaurante é tipo fazer uma corrida, né? Bem rápido. Tem uma pessoa que quando corta, corta bem rápido mesmo. Mas nada. 5 minutos já está. Aquele já trabalha muito tempo na cozinha. Até os que também cortam o peixe, ele não precisa mais dividir assim devagar. Ele só pega assim, tua, tua, o popo osso já deita. Neste mundo tem muita pessoa que tem profissão na cozinha. Parece que as mãos dele é máquina, já. Ok, Lindo, cut cà chua salad sau rồi nên là rau salad cắt rồi. Bây giờ là Lindo sẽ đổ ốp vào. Thì ok. Obrigado.
Ok, à, mới bò mới rồi, bây giờ bò ít rau ăn, ít rau. Dò một tí thôi. Ok, để my food vô đang nấu cơm các bạn, đang nấu cơm về thịt gà. À, vô đây là không chè là các bạn thấy chưa? Thơm ngon lắm. Đây là thịt gà các bạn. Ok, để đợi tí thơm mới chín, Linda sẽ mời bố mẹ và vợ nha các bạn. Còn Lindo có chia làm cả thì Lindo sẽ làm cả ran luôn. Ok, agora em muốn giải thích các bạn đôi trả bạn này. Então, vợ sẽ Lindo về vợ làm cả bây giờ làm cả. Ok các bạn, Lindo về vợ nấu xong rồi. Bây giờ có cả ran rồi cả đây này các bạn. Thịt gà là canh gà ấy, Angola kiểu molio galinha, salad ấy, đây có cơm ấy, cơm rất là nóng. Dạ, có đi tập agora. Agora bây giờ sẽ đi kêu bố mẹ vợ nha các bạn. Ok, đi về vợ luôn. Dạ, vamos. Dạ. Dạ, vâng mời xem ạ. Đằng cưa. Ok. Lindo sợ đi nhà bố mẹ có vô. Lindo sợ các bạn ạ. Tại rung. Nhưng mà không ai gần rồi các bạn ạ. Lindo sợ. A mulher pede licença primeiro, né? Chet. Yeah. Ok, mulher. Vai, papá. Chet. Chet. Yeah. Vai lá entrar primeiro. Cessa. Chet. Yeah. Vamos sentar aqui. Ewa mai. Ya, amada de parecer sentar aqui. Buat ale papa, buat ale mama. Ya. Papa wo salin tadi, ya pojo ya tu kasih apa bilu, ndo mau cuma nihale. Ewa. Ewa papa. Eh cuma. Is, muito obrigado papa. Ciao. Is, muito obrigado. Si. Ai, Lydia dak banak. Ba Lydia bung be Lydia nya. Ok, o papá e a mamá têm o trabalho, mas é que mandei chamar, fizemos um pequeno almoço aí e quero que o pai e a mãe nos acompanhem, a nos acompanhar no nosso almoço de hoje. Sim. Ok, parece que os pais não têm tempo, melhor mesmo aproveitar agora. Sim. Ya, đi nói rồi này là bò mê bò thì đi làm phải đi sớm. Yeah. À bò mê bò đến rồi các bạn ạ. Oh Lydia, c'est ça? Yeah. Papa, por favor, podemos entrar tu casino là papa? Ở trong nguyên. Yeah. Chết. Yeah. Sí mamá. Đấy, đến rồi. Bây giờ chúng ta sẽ cho bố mẹ ngồi được nhá. Dạ, papa, bà lấy bông măng quý mua. Tên cà tê là kia mama. Sì. Ok. Lydia, nó sợ ra. Sì. Ok.
Vậy là chào Lindo về vợ ngồi. Ok. Đi đi bên, 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 bên. Ok. Ok. Hả? Nhưng mà các bạn, con khác anh mà phải kêu một một cháu để bé con để đi ra ngoài chơi, chơi ở đây khắp. Nhưng mà các bạn không nghe rõ. Ok các bạn, con muốn ngủ nên là bỏ bé con để cho con ngủ. Bây giờ là Lindo về mẹ vợ, bố vợ là ăn trước nha các bạn. Ok, então, mãe da Lida ainda está a fazer calar a criança. Podemos comer, por favor, papá? Podemos comer? Sim, sim. Sim. Aqui, com licença. Sim. Ok. Tenha essa colher aqui, papá. Tá bem. Tem o prato. Sim. Sim, podemos servir à vontade, mamá. Tá bem. Tem aqui a salada. Sim. Hoje. Mama, podemos que nima bo me vợ nima ngày Lindo như kiểu ngày Angola kiểu vergonha đấy đấy. Yeah. Mama, por favor, podemos servir? Sim. Yeah, com licença. Đừng lên các bạn ạ. Com licença, papá. Tá aqui a colher, papá. Podemos servir à vontade? Sim. Essa aqui, essa tampa. Yeah. Metemos o sódio. Cut, high nap. Yeah. Você está comendo a mamá? Sim. Cut, high nap. Ok. Không. Rửa trước, rửa tay rồi khi mẹ vợ về bỏ mẹ mẹ về bỏ vợ rửa tay rồi các bạn. Dạ dạ thì mời các bạn ăn. Ok papa tem salada sim. Ati, kawaka kwa tengo ya po so nyenye. Fika ume mwa vontade, no te problema. Si, si papa. Si. Si. Tem isso. Tem outro lugar foi ainda, pelo menos. Mas, ya. Com certeza, papa. De, ya. Lindo, cho. Me, tuk. Me, mukom roi. Isso. Mama, pega só o prato? Si. Ok, com certeza. O panga ya jo wa jo ya bo pango we si ya ba. Hoja. Sí. Ya, ¿con César papá? Sí. Oba. También chega así. Después eso mismo se sirve. Sí. Tem carne, tem peixe, papá. Sí. ¿Con César? Sí. Oba. Lindo. No, ya. Dungo ngay chica. Đúng rồi, người chứ cả. Ok. Isso. Mama, por favor, podemos servir? Podemos servir? Sim. Tem outra colher aqui para ajudar-me a servir. Tem um molho aqui. Sim, mama. Tá aqui tudo. Sim. Peixe e... Desculpa, papai. Peixe e... Vamos comer uma ponta aqui. Não tem problema. Não. Tipo, tá fazendo calor mesmo. Sim. Lydia, kéo chá ngủ. Sí. Các bạn ăn nhá. Ok. Mama, podemos, papá, podemos comer? Sí. Ah, tem molho aqui. Assim. Ok. Mama, tem molho aqui. Sí. Mãe da Lydia. A Lydia, se não dormiu ainda, vamos te esquecer já. Sim, esquecemos já comprar papel higiênico, quer dizer, guardanapo, mas não tem problema já. Não faz mal. Sim. Bom apetite, papá. Bom apetite, mamã. Sim.
Má đã đi sắp được cuộc sinh nhà á. Má đã đi vợ đang ở phòng ngủ. Để con ngủ. Quên các bạn ạ. Quên bật mic để nghe rõ. Eji o microfone pa mwe eji tipo bien de dica chiva loco. Ese o kukapa con mesa para chica de ndo o microfone. Ah. Sí. Ah. Sí. Dame ndavale le ko. Ocha mwe. Ngola. Kuya mwe. Vale ya. Sí, señor. Sí, señora. Ya kuya. Đi đẹp cười. Ok các bạn, vỗ về con ngồi và ngồi ăn để ăn. Đi đẹp cháu bê bán ấy. Dạ. Papa, y na verdade, nós ainda viemos só ainda, conforme tinha dito que a mana, quer dizer, a mãe da Lídia, vamos junto lá no Rambo. Então, nós assim, só mais falta alguns dias, vamos arrumar nossas roupas aí, essas coisas, vamos já ainda viver lá, ainda, sim. Para ver se vão procurar algum trabalho para minha mulher também. Ah, muito obrigado. Sim, sim. Não tem problema. Sim, papá. E, na verdade, khi tôi gặp các bạn, gặp chắc mệt thôi, không gặp bò. Nhưng mà như kiểu là hôm nay lên đồ nấu mồn ăn trưa về là nấu mồn ăn trưa về là bò mẹ có vợ. Ôi chị ta mấy, đã cái gì đi ấy, phố mùi vị sĩ ta lành cả ra sốt nhà mama. Então, ainda não vimos o papá. E decidimos que não, vamos conversar com aqui. E também fizemos almoço para a nossa família aqui, que é o pai e a mamã. Sim, sim. Tá bem. Lídia? Lídia? Já bebeu, pá? Ăn ngon khó nổi duyên. Ok, các bạn. Hôm nay, Lindo về vô nấu một bữa ăn để bố mẹ của vợ ăn cùng nhá, ăn trưa cùng vợ Lindo. Ok, video hôm nay xin tới đây. Mọi người thấy video này hay, thấy ý nghĩa và đăng ký kênh Lindo Vlog cuộc sống ở châu Phi để ủng hộ hai anh em nhá. Chào các bạn. Lydia. Lydia. Chào các bạn ơi. Chào các bạn ơi. Lydia thầy miếng ngón là để sao? Chào các bạn sao? Nè.